Thưa quý vị, được đầu tư từ cuối năm 2017, các con đường Hoa Mai là công trình huyện Châu Đức đặc biệt chú trọng nhằm tạo điểm nhấn khác biệt cho vùng đô thị phía Bắc của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào mỗi dịp xuân về. Chứng kiến mai đâm chồi nảy lộc và khoe sắc mỗi năm Tết đến xuân về, người dân Châu Đức vừa thích thú vừa tự hào và từ đó chung tay giữ gìn, chăm sóc đường mai này. Những ngày này, cùng với các công dân đô thị, hàng trăm người dân Châu Đức cùng tham gia lặt lá mai để mai kịp bung nở trên các tuyến đường đúng vào những ngày Tết. Thưa quý vị, đây là thời điểm được nhiều người dân trên địa bàn huyện Châu Đức mong chờ nhất. Bởi vì đây chính là thời điểm lặt lá mai cho những tuyến đường hoa mai ở trên địa bàn huyện Châu Đức. Và quý vị có thể nhìn thấy rằng là tuyến đường tôi đang có mặt ở đây chính là tuyến đường Trần Hưng Đạo với khoảng hơn 1.000 gốc mai đang được người dân thực hiện lặt lá. Và ngày hôm nay thì công việc này với sự tham gia của hơn 200 người và quý vị có thể nhìn thấy là một tuyến đường dài đang rất rộn ràng với công việc này. Năm nào cũng trông tới mấy ngày này nè để đi vứt lá mai, thứ nhất là kiếm tiền, thứ hai là vui. Rồi mấy ngày Tết đó, cái đường của mình nó đẹp, cái huyện Châu Đức mình là nó rất là đẹp. Mình cầu mong là huyện Châu Đức mình từ bây giờ cái trồng thật là nhiều, là trồng từ đây lên tới ráp đường Kim Long luôn. Hơn 6 năm trước, huyện Châu Đức đầu tư kinh phí trồng hơn 1.000 gốc mai, trải dài khoảng 5 km ở hai tuyến đường chính khu vực trung tâm huyện là Hùng Vương quốc lộ 56 và đường Trần Hưng Đạo. Trồng chăm sóc cho cây mai sinh trưởng tốt, nở hoa đúng dịp Tết, đòi hỏi không chỉ chu đáo mà còn phải đúng quy trình, kỹ thuật, nhất là khi mai được trồng với số lượng lớn, lại ở những tuyến đường có mật độ giao thông cao, qua đó khắc phục những hạn chế về môi trường, thời tiết, khí hậu. Năm Quý Mão lại là năm nhuận, nên để hoa mai nở đúng vào dịp Tết, địa phương đã bố trí nhân lực và thuê người chăm bón, tưới nước phù hợp để hoa mai không nở sớm. Mình chọn lặt lá mai trong thời điểm là tùy theo cái nụ hoa của mình canh. Ví dụ như nó ra hoa nhiều, nụ nhiều thì mình sẽ lặt chậm lại, và nếu mà nụ ít thì mình đã đặt sớm ngày. Mình cũng không có tưới thúc nước cho tất cả các cây mai trên tuyến đường huyện, và mình cũng canh là để cho thời điểm nụ mà vừa ốp thì lên thì người ta sẽ canh vào thời điểm lặt lá mai cho kịp những năm khác. Đường mai, con đường được tạo dựng bằng tâm huyết của đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Đức nhiều năm qua, đã trở thành điểm nhấn đặc biệt trong chỉnh trang đô thị, không chỉ tại Châu Đức mà còn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khi chào xuân đón Tết. Thưa quý vị, nhìn thấy những cây mai đã được lặt lá như thế này, có lẽ quý vị cũng đã cảm nhận được không khí Tết về cận kề bên rồi đúng không ạ? Và chỉ khoảng 2 tuần nữa thôi thì những gốc mai này sẽ đồng loạt bung nở, tạo nên một sắc vàng rực rỡ để cùng góp vào bức tranh chung của huyện Châu Đức đón chào năm mới 2024.